xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 3 tháng 3 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. Một tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không vất vả, đường công danh đang có thay đổi theo chiều hướng tích cực nhờ tinh thần làm việc hăng sai và không biết mệt mỏi của con giáp này. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để bản mệnh thúc đẩy các mối quan hệ xã giao hợp tác cho mình. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều trở ngại Ngũ hành tư xung đặt ra nhiều vấn đề trong mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Nếu có khúc mắc trong lòng thì những chú chuột nên thẳng thẳng chia sẻ để tìm được sự cảm thông từ đối phương. Tài chính, phần trình ta lọc không tệ, còn giáp này đang nắm bắt tốt các cơ hội tiền bạc và cải thiện nguồn thu nhập của mình ở mức cao nhất. Cẩn trọng, phiền tỏi nảy sinh vì không biết sắp xếp công việc hợp lý. Tuổi giáp tí, đối mặt với nhiều chuyện không như ý muốn. Tuổi bính tí, dũng cảm vượt qua thử thách để trưởng thành hơn tuổi mậu tý đừng vội thất vọng và nghĩ tới chuyện bỏ cuộc tuổi canh tý chưa thật sự thấu hiểu nữa kia tuổi nhâm tý vợ chồng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn con số may mắn số 43, số 9, màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi thân hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi tâm trạng xa xúc khiến cho người tuổi này khó lòng toàn tâm toàn ý xử lý các vấn đề khó khăn hiện tại. Một vài thử thách đặt ra có thể ảnh hưởng tới danh dự, quy tín, càng làm bản mệnh hoang mang và mất phương hướng. Tình cảm Phần trình tình cảm, cảm sắc, sự tuốt, tường hình khiến cho tình cảm của con giáp này với nửa kia càng thêm xa cách, lạnh nhạt đôi khi sự khéo léo tinh tế của con giáp này sẽ phá vỡ đi những khoảng cách đang có trong mối quan hệ này. Tài chính, vận trình tài lộc có chút bấp bênh, bản mệnh nên sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý để giảm bớt những khoản phát sinh ngoài ý muốn. Cẩn trọng, các mối quan hệ có chiều hướng đi xuống do ảnh hưởng từ tính cách bảo thủ cứng nhắc ở con giáp này. Tuổi, ất sửu có cơ hội thăng tiến được cấp trên cất nhắc Tuổi đinh sủ, khó giải quyết ổn thỏ các khó khăn trong thời gian ngắn. Tuổi kỷ sủ, tự tin nắm bắt cơ hội đừng nhường cho kẻ khác. Tuổi tân sủ, không nên vội hài lòng với thực tại. Tuổi quỷ sủ, không nên giữ những quan điểm lạc hậu. Con sổ may mắn, số 10, số 3, màu sắc may mắn, màu xanh ngọc, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 3 Tới về ngày của tuổi dân, công việc, phần trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Dù có một vài chuyện không được như ý muốn, nhưng điều đó cũng không thể gây ảnh hưởng tới tinh thần, trí lực của con giáp này. Bản mệnh vẫn giữ được sự sản xuất, linh hoạt trong những tình huống bất ngờ. Tình cảm, phần trình tình cảm thăng hoa, tam hợp quỹ nhân nâng đỡ giúp cho người tuổi dân độc thân mau chóng tìm được một nửa yêu thương. Hai người có sự kết hợp ăn ý đến bất ngờ, nên không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian đã tính tới chuyện về chung một nhà. Tài chính, vận trình tài lọc vô cùng rủng rỉnh, công việc làm ăn thuận lợi đem lại cho người làm kinh doanh. Lẫn người làm ăn có những khoản thu nhập vượt ngoài sự mong đợi. Cẩn trọng, sức khỏe không được tốt do chế độ ăn uống thất thường. Tuổi giáp dân, cần quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Tuổi bệnh dân, chưa chủ động và thật sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm mới. Tuổi màu dân, suy nghĩ cổ chấp, không nghe theo ý kiến người khác. Tuổi canh dân, không được lòng tập thể hại sửa đổi tính xấu. Tuổi nhầm dân, bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian. Nghĩ tới chuyện yêu đương. Con số may mắn, số 5, số 23. Số 23 màu sắc may mắn màu xanh thẳm quý nhân phù trợ tuổi tuất bốn tử vi ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra khá trôi chảy đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi này thể hiện năng lực của mình và nâng cao điểm số trong mắt cấp trên tuy nhiên cơ hội cũng mở ra đồng nghĩa với nhiều áp lực và trách nhiệm sẽ tăng cao tình cảm phần trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Khả năng cân đối tốt thời gian dành cho công việc lẫn gia đình giúp cho chuyện tình cảm càng thêm mặn nồng thảm thiết. Còn giáp này cảm thấy mình thật may mắn vì bên cạnh luôn có người thấu hiểu và cảm thông. Ta chỉnh, phần trình tài lộc do giàu không thể coi thường khả năng kiếm tiền và cách chi tiêu hợp lý của người tuổi này. Cẩn trọng, một chút lơ là, là hay bất cẩn đều đánh mất đi của bản mệnh những cơ hội kiểm tiền quý giá tôi ất mạo không muốn nghe theo ý kiến trái chiều không muốn nhận lỗi. tôi tinh mạo tính cách nóng nảy kiêu ngạo tôi kỹ mạo thích hợp xây dựng các mối quan hệ làm ăn tôi tân mạo hãy cố gắng tạo lòng tin tốt đối với tất cả mọi người xung quanh tôi quý mạo có quan điểm bất đồng với người thân. Con số may mắn số 12, số 88, màu sắc may mắn màu lam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. năm Tứ viên ngày của tuổi thân, công việc Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không quá thuận lợi. Ảnh hưởng của cục diện tương xung khiến công việc của con giáp này dễ gặp trở ngại cản đường hơn bao giờ hết. Những chú rồng nên suy nghĩ kỹ lưỡng, và cầu nhắc thận trọng trước những quyết định của bản thân. Tình cảm, phần trình tình cảm hài hòa, tình yêu của các cặp đôi trải qua những giây phút êm ả, ấm êm. Đời sống vợ chồng viên mãn ngập tràn tình yêu thương chính là điểm đến lý tưởng của nhiều người khao khát. Tài chính, phần trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh có lộc trời ban, dễ dàng mở rộng mối quan hệ và phát triển đường kiếm tiền. Cẩn trọng, tránh chủ quan hay lơ là trong bất cứ vấn đề gì. Tuổi giáp thân, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tuổi bính thân, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tuổi mậu thân, không nên đưa ra những quyết định đầu tư. Tuổi canh thân, chú ý quản lý tài sản tránh thất thoát. Tuổi nhâm thân, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe. Con số may mắn số 41, số 2, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 6 tới với hàng ngày của tuổi tỵ công việc phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng còn dắp này dễ dàng đạt được một vài thành tựu ban đầu trong công việc nhờ có các tinh trợ lực bản mệnh nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn cho mình sau khi đã xác định được thế mạnh của bản thân và không ngừng theo đuổi nó tới cùng tình cảm Phần trình tình cảm vẫn chưa có gì khả sắc, người độc thân chưa tìm được cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình thương mến. Đừng lấy lý do nào đó để buồn phiền vì chuyện nhân duyên. Hãy để nó diễn ra theo một cách tự nhiên, càng gượng ép, sẽ khang khổ sở. Ta chỉnh, vận trình tài lộc hành thông, người tuổi tỵ được giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền tiềm năng và không dễ dàng bỏ qua chúng. Cẩn trọng, bất đồng, mâu thuẫn, không được giải quyết vì cái tôi của mỗi người là quá lớn. Tôi ất tỵ vẫn phải tranh chấp mâu thuẫn với bạn bè lẫn đồng nghiệp. Tôi tinh tỵ cố gắng giữ bình tĩnh và có lòng tin vào bản thân. Tôi kỹ tỵ đêm bảo có hòa hào tài tổn của. Tôi tân tỵ đề phòng kẻ xấu cố tình hạ bệ bạn. Tôi quỷ tỵ quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Con số may mắn số sổ 91, số sổ 68, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu 7 tử vi ngày của tuổi Ngọ công việc phần trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này giải quyết khối lượng công việc gian dở Tuy nhiên hãy nên sắp xếp công việc hợp lý để làm lại hiệu quả tối ưu nhất mà không gây tổn hại tới sức khỏe tình cảm phần trình tình cảm tốt đẹp nhờ có quý nhân giúp sức nên người tuổi Ngọ có cơ hội hàn gắn tình cảm với một nửa yêu thương còn giáp này cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những điều bản mệnh đang có và luôn giữ thái độ trân trọng chúng. Tài chính, vận trình tài lộc có dấu hiệu đi xuống, cách chi tiêu hoang phí, dễ đạt con giáp này vào tình cảnh túng thiếu vai mượn. Cẩn trọng, cần cẩn trọng hơn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Tuổi giáp ngọ, nhiệt tình, hăng hải trong công việc. Tuổi bính ngọ, nên sớm xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tuổi mậu ngọ, tiêu xài hoang phí dù thu nhập chẳng quả dư giả. Tôi canh ngọ, vợ chồng quan tâm, thường xuyên tâm sự. Tôi nhâm ngọ, tình cảm lửa đôi thẩm thiết. Con số may mắn, số 77, số 35. Màu sắc may mắn, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mẫu. 8. Tứ về ngày của tuổi mùi, công việc. Phần trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Những người đang theo đuổi con đường công danh gặp phải nhiều vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ khi mọi thứ trưởng chừng sắp thu được thành quả. Hãy mau chóng tìm tới sự giúp đỡ từ những người xung quanh để hạn chế tối đa sai sót không mong muốn. Tình cảm Phần trên tình cảm đi xuống, ảnh hưởng của cục diện tương phá nên tình yêu của người tuổi môi với nửa kia dễ gặp những sự cản trở lớn. Đối phương không trân trọng tình cảm của con giáp này càng khiến cho người tuổi mùi tổn thương nhân lên gấp nhiều lần. Tài chính, phần trình ta lộc có biến động, Tuổi mùi nên sớm có kế hoạch quản lý tài chính thông minh để giữ được nguồn tích lũy dư giả. Cẩn trọng, sự hiểu thẳng bốc đồng có thể gây ra nhiều chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp. Tuổi ất mùi tự tin thái quá không nghe theo ai. Tuổi đinh mùi sẵn sàng tiên phong làm việc. Tuổi kỷ mùi chú ý hơn khi tham gia các kỳ thi cử. Tuổi tân mùi việc làm ăn tiến triển không mấy thuận lợi gì tuổi quý mùi chưa có kế hoạch, sinh hoạt, ăn uống điều độ và khoa học. Con số may mắn số 55, số 4, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. Chính, tử vi ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng nhờ có sự giúp đỡ hết lòng từ đồng nghiệp cấp trên và cả sự ủng hộ từ gia đình mà những chú khỉ có thể mau chóng giải quyết các vấn đề đang tồn động. Có thể nói, bản mệnh không cần phải tiêu tổn nhiều trí lực, nhưng vẫn có thể đạt được thứ mình muốn. Tình cảm Phần trình tình cảm vô cùng thuận lợi, ngũ hành tương sinh kết hợp với đào hoa rực rỡ mở ra nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho người độc thân. Sự hòa đồng, tinh tế, khéo léo còn giúp bản mệnh có ghi thêm điểm số trong mắt những người xung quanh. Tài chính, Phần trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định đem lại cho người tuổi này cuộc sống thoải mái. Cẩn trọng nên học cách cân bằng tốt giữa cảm xúc và lý trí. Tuổi giáp thân hòa hợp với nửa kia đôi bên luôn thấu hiểu. Tuổi bính thân ham nóng tình cảm vợ chồng. Tuổi mậu thân nên nghiêm túc và chính chắn hơn trong chuyện tình cảm. Tuổi canh thân giữ bình tĩnh không nên làm tình hình thêm căng thẳng. Tuổi nhâm thân dễ vướng phải mâu thuẫn với đồng nghiệp bạn bè. Con số may mắn số 10, số 99, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 10. Tử về ngày của tuổi Dậu, công việc Phần trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Tuổi giàu không cần phải quá lo lắng nhiều vì các kế hoạch dường như đã đi vào khuôn khổ quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nên đề cao cảnh giác trước những mối quan hệ xung quanh vì điểm bảo có người thân quen, lừa lọc tình cảm, phần trình tình cảm có tiện triển tích cực. Ngũ hành tương sinh giúp cho tình yêu của những chú gà thêm cản khích bền chặt. Còn người độc thân cũng sớm tìm được đối tượng hẹn ngò ưng ý và viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Tài chính, phần trình tài lộc lên bổng xuống trăm do ảnh hưởng của ngày tương phá nên con giáp này cần phải thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Cẩn trọng, thận trọng trong các mỗi quan hệ xung quanh tránh nhẹ dạ cả tinh tôi ất giàu quan hệ xã giao thuận lợi tôi đinh giàu tạo ấn tượng đẹp với mọi người tôi kỹ giàu có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến mọi người ngạc nhiên tôi tân giàu chủ động và tự tin nắm bắt cơ hội tôi quỹ giàu các thành viên gia đình luôn quan tâm nhau con sổ may mắn số 11, số 9, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tý 11. tử vi hằng ngày của tuổi tuất công việc. vận trình công việc của người tổ tuốt trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, may mắn kéo tới mở ra cho con giáp này vô số cơ hội thăng tiến tốt trong công việc. Bạn mở nên tập trung vào việc của mình, tránh lo chuyện bao đồng để không gây các tai họa ngoài ý muốn. Tình cảm, vận trình tình cảm ngập tràn vui vẻ, tình yêu mặn nồng, thăng hoa chính là điểm tựa tinh thần vững chắc dành cho những người trong cuộc. Dù công việc bận rộn đến mấy, cũng đừng quên dành thêm thời gian quan tâm tới người bạn đời của mình. Tài chính, vận trình tài lộc phượng phát, nhất là những người đang làm kinh doanh sẽ nhận được khoản tiền vượt trội trong ngày. Cẩn trọng, vấn đề sức khỏe có điềm bảo đi xuống do chế độ ăn uống sinh hoạt thất thương. Tuổi giáp tuất nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp được mọi người tôn trọng. Tuổi bính tuất có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tuổi mậu tuất nhận được sự yêu mến của nhiều người tội canh tuốt tránh năm đầu vào các trò đỏ đen mai rủi Tuổi nhằm tuốt cần dứt khoát chấm dứt mối quan hệ với người chỉ mang tới những nguồn năng lượng tiêu cực con số may mắn số 3, số 17, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ 12. tử vi ngày của tuổi hài công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút bấp bênh Tử vi ngày hôm nay khuyên con dắp này nên thận trọng hơn trong cả lời nói và cách hành xử của mình để giảm thiệt hại do hòa thị phi gây ra. Đôi khi chỉ vì những lời nói vô ý mà khiến cho con dắp này mất đi thiện cảm trong mắt những người xung quanh. Tình cảm Phân trình tình cảm cảm sắc, mối quan hệ giữa tuổi ngoại và nửa kia có khả năng nảy sinh bất đồng mâu thuẫn vì áp lực tài chính. Nếu có thể, hãy dành cho nhau khoảng không gian riêng tư để suy ngẫm về mọi chuyện tài chính vận trình tài lộc xa suốt tài chính có dấu hiệu thâm hụt rõ rệt do những quyết định đầu tư kém sản xuất và không đúng thời điểm cẩn trọng mối quan hệ xã giao không hài hòa ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng của con giáp này tội ất hài, dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp tội đinh hài, hãy đặt mình vào vị trí của người khác tội kỷ hợi không hòa thuận với gia đình thích làm việc theo ý thích tội tân Hải hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động, tội quỷ Hợi người làm nghề tự do có cơ hội phát tài. Con số may mắn số 24, số 1, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão.